Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo sư Thánh Giuse. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo chân tôi khám phá một chút vẻ đẹp của ngôi thánh đường này. Đây là một nhà thờ hiếm hoi tại thành phố mới Bình Dương, với kiến trúc rất đẹp và độc đáo, tựa giống như là nhà trung tâm mục vụ của thành phố Đà Lạt. Sứ Thánh Giuse tọa lạc trên đường Huỳnh Văn Lụy, thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương. Đứng trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tỉnh Bình Dương, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Công giáo trong giới công nhân và di dân, chính quyền tỉnh Bình Dương qua sự mong ước của tôn giáo đã đồng ý cấp cho tòa giám mục giáo phận Phú Cường một khu đất trên đường Huỳnh Văn Lụy thuộc khu vực thành phố mới Bình Dương với diện tích là 8.999 m², để thành lập một cơ sở tôn giáo mang tên Giáo điểm thành phố mới Bình Dương. Ngày 2 tháng 7 năm 2013, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường, đã trao bài sai cho Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Văn Rịn về phụ trách giáo điểm thành phố mới Bình Dương. Và ngày 13 tháng 8 năm 2013, Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Văn Rịn về nhận nhiệm vụ. Ngày 21 tháng 12 năm 2013, lễ khởi công xây dựng nhà thờ thành phố mới Bình Dương được cử hành nhằm ra mắt giáo quyền, chính quyền và bà con giáo dân khắp mọi nơi. Nhưng giáo phận thực sự hoang mang giữa một khu đất trống, không giáo dân, không nhà sứ, không nhà thờ và không có tiền bạc, thì việc xây dựng một giáo xứ mới quả là chỉ trong mơ. Nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Luca chương 1 câu 37. Qua một thời gian, mọi người cầu nguyện và chờ đợi, ngày 5 tháng 12 năm 2014, giáo phận đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và ngày 1 tháng 4 năm 2015, giáo phận có giấy phép xây dựng nhà thờ và các công trình phụ. Ngày 1 tháng 5 năm 2015, công việc xây dựng bắt đầu. Trong khi chờ đợi xây nhà thờ chính, thì ngày 22 tháng 7 năm 2015, giáo điểm có giấy phép xây dựng nhà thờ tạm. Đến ngày 12 tháng 9 năm 2015, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận, đã cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Thánh Giuse trong niềm hân hoan của mọi người. Ngày 23 tháng 9 năm 2015, chính quyền tỉnh Bình Dương đã cho phép cử hành thánh lễ thường xuyên tại nhà thờ Thánh Giuse. Thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên được cử hành ngày 27 tháng 9 năm 2015. Lễ sáng được khoảng 100 giáo dân và lễ chiều khoảng 200 giáo dân. Vượt qua giai đoạn giáo điểm, giáo họ, ngày 28 tháng 7 năm 2016,
chính quyền tỉnh Bình Dương đã có quyết định về việc thành lập giáo xứ Thánh Giuse. Về mặt giáo hội, Đức Giám mục Giáo phận đã có nghị định thành lập giáo xứ Thánh Giuse. Chúa Nhật ngày 9 tháng 10 năm 2016, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Riện đã chính thức là cha sở đầu tiên của giáo xứ Thánh Giuse, mở ra một trang mới cho giáo xứ và khu vực thành phố mới Bình Dương. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018, thánh lễ cung hiến nhà thờ Thánh Giuse do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Riện, chánh sứ giáo xứ Thánh Giuse, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dân thánh lễ còn có đông đảo nam nữ tu sĩ, cộng đoàn dân chúa từ muôn nẻo về đây trong khi bầu khí long trọng và sốt sáng. Hiện nay, giáo dân đến định cư tại thành phố mới ngày một đông, cùng với số công nhân tại các khu công nghiệp và người di dân đến hiệp dân thánh lễ mỗi ngày. Người ghi danh vào giáo xứ ngày một nhiều, niềm vui sống đạo lan tỏa khắp mọi nơi.